có hai loại nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp. Này các tỷ kheo, đây là nhiêu ích tối thượng trong hai loại nhiêu ích này, tức là nhiêu ích pháp. Điều được gọi bố thí, thù thắng và vô thượng, và sự phân pháp nào được Thế Tôn tán thán với tâm tư tính thành trong ruộng phước tối thượng, bậc trí rõ biết vậy, ai lại không cúng dường? Ai làm được cả hai, nói lên và lắng nghe với tâm tư tịnh tín trong lời dạy thiện thệ, lợi ích ấy của họ là tối thắng thanh tịnh. Những ai không phóng dật trong lời dạy thiện thệ. Kính cảm ơn Quân Bắc Tha Ná đã post bài. Em kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Xích Rạng Đông. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo Pháp, con kính hành lễ Đức Tăng. Dạ, để Cẩm Vân chỉnh lại nữa. Con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức. Dạ, có lớn quá không, Sư Đồng ơi? Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong... Dạ, rồi, vậy là máy của Cẩm Vân có vấn đề. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room, con xin đọc ôn bài. Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Quốc Tá Cá chương 3 Ba Pháp bài 98 La Mã. Này các tỷ kheo, có hai loại bố thí. Bố thí tài vật và bố thí pháp. Này các tỷ kheo, có đây là bố thí tối thượng trong hai loại bố thí này, tức là bố thí pháp. Này các tỷ kheo, có hai sự phân bác này, phân phát tài vật và phân phát pháp. Đây là phân phát tối thượng trong hai loại phân phát này, tức là phân phát pháp. Này các tỷ kheo, có hai loại nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp. Này các tỷ kheo, đây là nhiêu ích tối thượng trong hai loại nhiêu ích này, tức là nhiêu ích pháp. Này các tỷ kheo, có hai loại nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp. Này các tỷ kheo, đây là nhiêu ích tối thượng trong hai loại nhiêu ích này, tức là nhiêu ích pháp. Điều được gọi bố thí, thù thắng và vô thượng, và sự phân phát nào được Thế Tôn tán thán với tâm tư tính thành trong ruộng phước tối thượng, bậc trí biết rõ vậy, ai lại không cúng dường? Ai làm được cả hai, nói lên và lắng nghe với tâm tư tịnh tín trong lời dạy thiện thệ, lợi ích ấy của họ là tối thắng thanh tịnh. Những ai không phóng dật trong lời dạy thiện thệ, và Cẩm Vân và hết. Cảm ơn Quynh Quách Thanh Á và Cẩm Vân đã đọc bài xong. Mến mời bằng tay của Sít Tí Na. Con kính tịnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính tịnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Kinh Tiểu Bộ chương 3 Ba Pháp bài 98 La Mã. Này các tỷ kheo, có hai loại bố thí tài vật và bố thí pháp. Này các tỷ kheo, đây là bố thí tối thượng trong hai loại bố thí này, tức là bố thí pháp. Này các tỷ kheo, có hai sự phân phát này, phân phát tài vật và phân phát pháp. Đây là phân phát pháp
tối thượng trong hai loại phân phát này, tức là phân phát pháp. Này các tỷ kheo, có hai loại nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp. Này các tỷ kheo, đây là nhiêu ích tối thượng trong hai loại nhiêu ích này, tức là nhiêu ích pháp. Này các tỷ kheo, có hai loại nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp. Này các tỷ kheo, đây là nhiêu ích tối thượng trong hai loại nhiêu ích này, tức là nhiêu ích pháp. Điều được gọi bố thí, thù thắng và vô thượng, và sự phân phát nào được Thế Tôn tán thán với tâm tư tính thành trong ruộng phước tối thượng, vật trí rõ biết vậy, ai lại không cúng dường? Ai làm được cả hai, nói lên và lắng nghe với tâm tư tỉnh tính trong lời giải thì lợi ích ấy của họ là tối thắng thanh tịnh, những ai không phóng dật trong lời dạy thiện thể. Dạ con kính quý sư và con kính chư ăn đạo tràng. Sa thu sa thu lành thầy tín an nam mô Phật tha ya. Nam mô tham ma ya, nam mô sang kha ya, chính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kính đại lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin được đọc kinh Tiểu Bộ Iti Vuttaka chương 3 Ba Pháp Phẩm 5 bài 98 La Mã. Này các tỷ kheo, có hai loại bố thí tài vật và bố thí pháp. Này các tỷ kheo, đây là bố thí tối thượng trong hai loại bố thí này, tức là bố thí pháp. Này các tỷ kheo, có hai sự phân phát này, phân phát tài vật và phân phát pháp. Đây là phân phát tối thượng trong hai loại phân phát này, tức là phân phát pháp. Này các tỷ kheo, có hai loại nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp. Này các tỷ kheo, đây là nhiêu ích tối thượng trong hai loại nhiêu ích này, tức là nhiêu ích pháp. Này các tỷ kheo, có hai loại nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp. Này các tỷ kheo, đây là nhiêu ích tối thượng trong hai loại nhiêu ích này, tức là nhiêu ích pháp. Điều được gọi bố thí, thủ thắng và vô thượng, và sự phân phát nào được Thế Tôn tán thán với tâm tư tín thành trong ruộng phước tối thượng, bậc trí rõ biết vậy, ai là không cúng dường? Ai làm được cả hai, nói lên và lắng nghe với tâm tư tỉnh tín trong lời dạy thiện thệ, lợi ích ấy của họ là tối thượng thanh tịnh, những ai không phóng dật trong dạy thiện thệ. Dạ, cảm ơn xin tặng đồng. Xin ai mình đầu xong thấy giơ tay. Alo, mời xin tay mình nha. Thế anh mình chào hòa à? Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con đảnh lễ ân Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ân Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ân Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tòa Minh Hạnh. Em minh kính chào quý anh chị. Cảm ơn Xích Nguyên Tịnh, cảm ơn chị Đặng Đông. Em chạy tới không kịp. Cảm ơn huynh trưởng nhiều. Con xin trả bài ạ. Kinh Tiểu Bộ Iti Vuttaka chương 3 Ba Pháp Phẩm 5 bài 98 La Mã. Này các tỳ kheo, có hai loại bố thí, bố thí tài vật và bố thí pháp. Này các tỳ kheo, đây là bố thí tối thượng trong hai loại bố thí này, tức là bố thí pháp. Này các tỳ kheo, có hai sự phân phát này, phân phát tài vật và phân phát pháp. Đây là phân phát tối thượng trong hai loại phân phát này, tức là phân phát pháp. Này các tỳ kheo, có hai loại nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp.
Này các tỳ kheo, đây là niêu ích tối thượng trong hai loại niêu ích này, tức là niêu ích pháp. Này các tỳ kheo, có hai loại niêu ích này, niêu ích tài vật và niêu ích pháp. Này các tỳ kheo, đây là niêu ích tối thượng trong hai loại niêu ích này, tức là niêu ích pháp. Điều được gọi bố thí, thù thắng và vô thượng, và sự phân phát nào được Thế Tôn thán thán với tâm tư tính thành trong ruộng phước tối thượng, bậc trí biết rõ vậy, ai lại không cúng dường? Ai làm được cả hai, nói lên và lắng nghe với tâm tư tịnh tính trong lời dạy thiện thệ, lợi ích ấy của họ là tối thắng thanh tịnh, những ai không phóng dật trong lời dạy thiện thệ. Dạ, Ái Minh đã trả bài xong, mến mời Xích Nguyên Tịnh tiếp theo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mạ Giá, Nam mô Sáng Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân cô Rạng Đông, cô Ái Minh. Cho biết âm thanh rõ, dạ con xin phép đọc Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 3 Ba Pháp phẩm 5 bài 98 La Mã. Này các tỳ kheo, có hai loại bố thí tài vật và bố thí pháp. Này các tỳ kheo, đây là bố thí tối thượng trong hai loại bố thí này, tức là bố thí pháp. Này các tỳ kheo, có hai phần sự phân phát này, phân phát tài vật và phân phát pháp. Đây là phân phát tối thượng trong hai loại phân phát này. Phân phát pháp, này các tỳ kheo, có hai loại nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp. Này các tỳ kheo, đây là nhiêu ích tối thượng trong hai loại nhiêu ích này. Tức là nhiêu ích pháp. Này các tỳ kheo, có hai loại nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và hình như máy con nó chạy, để con xin lọc lại. Nó chạy tuốt cho con xin đọc lại. Này các tỳ kheo, có hai loại nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp. Này các tỳ kheo, đây là nhiêu ích tối thượng trong hai loại nhiêu ích này, tức là nhiêu ích pháp. Điều được gọi bố thí, thù thắng và vô thượng, và sự phân phát nào được Thế Tôn tán thán với tâm tư tính thành trong ruộng phước tối thượng, bậc trí rõ biết vậy, ai lại không cúng dường? Ai làm được cả hai, nói lên và lắng nghe với tâm tư tịnh tính trong lời dạy thiện thệ, lợi ích ấy của họ là tối thắng thanh tịnh, những ai phóng dật trong lời dạy thiện thệ. Dạ, con kính tri ân chú Quách Tha Ná. Dạ, con kính Ga Mít Đại Đạo Tràng, con kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú kính cảm ơn Nguyên Tịnh. Dạ, cảm ơn Nguyên Tịnh. Dạ, cảm ơn Nguyên Tịnh cho Nhật Minh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Trích Rạng Đông. Dạ, biết hết đừng là lớn nha Nguyên Tịnh nha. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Minh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được ông bài Tiểu Bộ Kinh. Dạ, cảm ơn Huynh Bác Thanh Á. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 3 Ba Pháp phẩm 5 bài 98 La Mã. Này các tỳ kheo, có hai loại bố thí tài vật và bố thí pháp. Này các tỳ kheo, đây là bố thí tối thượng trong hai loại bố thí này, tức là bố thí pháp. Này các tỳ kheo, có hai sự phân phát này, phân phát tài vật và phân
pháp pháp. Đây là phân pháp tối thượng trong các hai loại phân pháp này, tức là phân pháp pháp. Này các tỳ kheo, có hai loại nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp. Này các tỳ kheo, đây là nhiêu ích tối thượng trong hai loại nhiêu ích này, tức là nhiêu ích pháp. Này các tỳ kheo, có hai loại nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp. Này các tỳ kheo, đây là nhiêu ích tối thượng trong hai loại nhiêu ích này, tức là nhiêu ích pháp. Điều được gọi bố thí, thù thắng và vô thường. Và sự phân pháp nào được Thế Tôn tán thán với tâm tư tính thành trong ruộng phước tối thượng, bậc trí rõ biết vậy, ai lại không cúng dường? Ai làm được cả hai, nói lên và lắng nghe với tâm tư tịnh tính trong lời dạy thiền thệ, lợi ích ấy của họ là tội thắng danh thanh tịnh. Những ai không phóng dật trong lời dạy thiền thệ, dạ, bản chánh văn đã chấm dứt. Nhật Quỳnh kính cảm ơn. Con thành kính tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú bằng tay Trần Đạo. Mời Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sân Tha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng, kính lễ với cô trên đội, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn kiệm Nhật Quỳnh, kiệm Giảng Đông cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc kinh Tiểu Bộ Ý Trí Quốc Ta Cá, chương 3, Ba Pháp, phẩm 5, bài 98 La Mã. Này các chị theo, có hai loại bố thí tài vật và bố thí pháp. Này các tỳ kheo, đây là bố thí tối thượng trong hai loại bố thí này, tức là bố thí pháp. Này các tỳ kheo, có hai sự phân pháp này, phân pháp tài vật và phân pháp pháp. Đây là phân pháp tối thượng trong hai loại phân pháp này, tức là phân pháp pháp. Này các tỳ kheo, có hai loại nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp. Này các tỳ kheo, đây là nhiêu ích tối thượng trong hai loại nhiêu ích này, tức là nhiêu ích pháp. Này các tỳ kheo, có hai loại nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp. Này các tỳ kheo, đây là nhiêu ích tối thượng trong hai loại nhiêu ích này, tức là nhiêu ích pháp. Đều được gọi bố thí, thù thắng và vô thượng. Và sự phân pháp nào được Thế Tôn tán thán với tâm tư tính thành trong ruộng phước tối thượng, bậc trí rõ biết vậy, ai lại không cúng dường? Ai làm được cả hai, nói lên và lắng nghe với tâm tư tịnh tính trong lời dạy thiện tệ, lợi ích ấy của họ là tối thắng tịnh. Những ai không phóng dật trong lời dạy thiện tệ. Dạ, cảm ơn Vinh Bách Thanh Na đã bóp bài ạ. Dạ, con kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Thân ạ. Dạ, con xin lễ mít lại cho đạo tràng. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn Xích Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, cảm ơn Trần Đạo. Cảm ơn Xích Trần Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Thân vừa quan lâm vào đạo tràng. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai. Kính cảm ơn Xích Trần Đạo, cô ấy Minh Vinh Quát Thanh Na, Xích Thiên Na. Cảm ơn Xích Rạng Đông và Xích Nguyên Tịnh đã hoàn hỷ lên ông bài. Dạ, bây giờ cũng vừa đúng thời gian. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng với Nhật Quỳnh, cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi đoàn chúng ta được thượng tọa Pháp Tăng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Namo Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma sambuddha sa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lớn mọc đặng nhờ ánh sáng. Dạ con xin sám hối, cho con xin đọc lại ạ. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lơ mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành đại tạng mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thà chiêu khắp ma cõi rõ đường an vui, phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi, viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lập gia ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, trước khi con thỉnh sư lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ, cảm ơn Vinh Quá Tha Ná. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 3 Ba Pháp phẩm 5 bài 99 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng một Bà La Môn có được ba minh, một cách đứng pháp, không phải người nào khác được gọi vị trí gì, chỉ vì người này bập bẹ nói lên. Và này các tỳ kheo, thế nào là ta tuyên bố rằng một Bà La Môn có được ba minh một cách đúng pháp, không phải người nào được gọi vậy, chỉ vì người này bập bẹ nói lên. Ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo nhớ đến người đời quá khứ. Ví như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 200 đời, 1.000 đời, 100.000 đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành hoại kiếp. Vị ấy nhớ rằng, tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, tỷ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Đây là minh thứ nhất. Vị ấy chứng đạt vô minh diệt, minh sanh, tối tâm diệt, ánh sáng sanh, do vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo với thiên nhãn thường tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh, người hà liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của chúng. Các vị chúng sanh này
làm những ác hạnh về thân, về lời, về ý, hủy báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những vị chúng sanh này làm những thiện hạnh về thân, về lời, về ý, không hủy báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vậy ấy biết rõ rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của chúng. Đây là minh thứ hai, vị ấy chứng đạt. Vô minh diệt, minh sanh, tối tâm diệt, ánh sáng sanh. Do vị ấy sống, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo do diệt tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây là minh thứ ba, vị ấy chứng đạt, vô minh diệt, minh sanh. Tối tâm diệt, ánh sáng sanh, do vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng một bà la môn có được ba minh một cách đúng pháp, không phải người nào khác được gọi về. Chỉ vì người này bập bẹ nói lên, Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Ai biết được đời trước, với thiên giới đọa xứ, người ấy ta tuyên bố là vị bà la môn, chớ không phải ai khác, chỉ mở miệng bập bẹ, ai biết được đời trước thấy thiên giới đọa xứ. Vị ấy đạt sanh diệt, thật là bậc ẩn sĩ, đã thành tựu thắng trí ba minh này, thành tựu là phạm chỉ ba minh, ta gọi vị như vậy chính là bậc ba minh, chớ không phải ai khác, do nói lời bập bè, ý nghĩ này được Thế Tôn nói lên và tôi đã được nghe, và bản kinh văn đến đây đã chấm dứt. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Quát Hana đã bớt bài học. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay là chúng ta học bài 99 La Mã. Ở trong nội dung bài học hôm nay đó là Đức Phật ngày giảng, ngày dạy về ba minh, tức là tam minh. Cái tam minh, trước khi giảng cái bài học hôm nay đó, thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Apivadimi Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Xóa ca tô và ca quá ta thầm mô thầm mang nạp ma sa mi. Nhất tâm đảnh lễ gia pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền vượt thời gian. Su ba ti ban no pha ga wa to sa wa ka san ko san kang na ma sa mi. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của nguồn sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức
tăng, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Dạ. Mấy hôm nay thì chúng tôi bệnh, cho nên là sau khi đầu đà xong thì làm tháng giêng xong bệnh luôn, cho nên là sức khỏe nó cũng không được tốt. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó là nói đến ba minh. Khi chúng ta nghe nói đến ba minh á, thì nói điều này để chúng ta thấy rằng tu ở trong giáo pháp Phật Đà đó, thì mỗi người có một cái công hạnh khác nhau. Khi mà mình chứng quả vị A-la-hán thì có vị chứng tâm minh, có vị chứng lục thông, có vị thì có tứ tuệ phân tích, có vị thì chỉ chứng quả vị A-la-hán thôi, tức là lậu tận được đoạn trừ, lậu hoặc được đoạn trừ thì các ngài chứng quả vị A-la-hán do cái tuệ tuệ quán mà các vị ấy chứng quả vị A-la-hán. Như vậy thì nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng trong giáo pháp của Đức Phật rất là đa dạng. Bởi vì do cái công hạnh, công năng, công hạnh tu tập của mỗi người, mỗi một vị hành giả. Và khi mà mình trở thành một cái bậc mà A-la-hán thì có vị thì có tứ tuệ phân tích, có vị thì chỉ chứng lục thông, có vị chứng lục thông, có vị thì chứng tâm minh, có vị thì chỉ chứng quả vị A-la-hán trơn. Thì ở trong cái nội dung bài học hôm nay đó thì nói đến cái ba minh, tức là lậu thứ nhất đó là sanh túc mạng minh, chính túc mạng minh. Túc mạng minh ở đây là nói đến có thể là nhờ cái trí sanh khởi lên, nhận biết được là nhiều kiếp quá khứ của mình và những chúng sanh khác. Do thấy được cái kiếp sống của mình trong quá khứ, có khi mình tái sanh làm người, có khi mình sanh làm chư thiên ở cõi này hoặc cõi kia, có khi thì mình làm phạm thiên sắc giới ở cõi này hoặc cõi kia, có khi thì mình làm phạm thiên vô sắc giới ở cõi này hoặc cõi kia, có khi thì mình sanh vào trong khổ cảnh. Đó là như vậy. Cái thứ hai nữa là cái minh thứ hai nữa là chính về cái sanh tử minh. Sanh tử minh hay gọi ở bên lục thông ta gọi là thiên nhãn thông. Nhưng mà thiên nhãn thông ở đây là chỉ thấy thôi. Nhưng mà cái nói đến cái sanh tử minh đó, tức là biết cái hạnh nghiệp của mỗi chúng sanh, sanh ở cảnh giới này hoặc cảnh giới kia, cái hạnh nghiệp gì mà cho cả tái sanh cảnh giới này, rồi cái hạnh nghiệp nào thì cho tái sanh cảnh giới kia. Đó là cái minh thứ hai. Cái minh thứ ba là nói đến cái lậu tận minh. Thì bất cứ một cái vị A-la-hán nào thì cũng phải đoạn trừ lậu hoặc, do cái tuệ quán và cái trí tuệ, cái đạo tuệ của một vị A-la-hán sanh khởi lên. Đó là đạo tuệ, gọi là đạo tuệ ở trong tứ quả, tứ đạo. Cái đạo tuệ này diệt tận được những cái lậu hoặc phiền não. Khi mà diệt tận được lậu hoặc phiền não thì vị đó chính cái gọi là lậu tận minh. Là như vậy. Lậu tận minh ở đây là cái trí tuệ sanh khởi, như là minh sanh thì vô minh diệt. Thì cái lậu tận minh là bốn cái lậu hoặc được đoạn trừ, tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Trong kinh thì có chỗ chỉ nói đến ba lậu thôi, tức là trừ ra cái kiến lậu, mà chỉ nói hữu lậu và vô minh lậu. Thì cái hữu lậu ở đây nó bao gồm luôn cả cái kiến lậu. Là như vậy. Trở lại ở trong cái bài học hôm nay đó là nói đến cái minh thứ nhất. Đầu tiên là cái gọi là túc mạng minh. Thì cái túc mạng minh ở đây
là nhớ đến cái kiếp của mình và những chúng sinh khác. Như chúng ta biết rằng có một số tôn giáo lớn trên thế giới đó, thì chỉ nói giới hạn ở trong cõi trời, thiên đường và địa ngục thôi. Còn đối với Phật giáo của chúng ta đó, thì nếu mà chúng ta nói đến cái cảnh giới tái sanh hay gọi là thiên đường đó, ta gọi thiên đường là chung, gọi chỉ cho các cõi trời đó, thì rất là nhiều và rất là đa dạng. Nó đa dạng ở đây cho chúng ta thấy rằng một điều đó là nếu mà mình nói trong cái thế giới quan của Phật giáo của chúng ta đó là có 31 cõi, 11 cõi dục, 16 cõi sắc và 4 cõi vô sắc, cộng tất cả là 31 cõi. Thì khi mà nói đến cõi dục thì cõi dục nó có bao gồm cả cõi khổ lẫn cõi vui. Cõi khổ thì chúng ta gọi cho nó chi tiết thì gọi là bốn cảnh khổ, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Nhưng mà chúng ta gọi chung đó là cảnh khổ được rồi. Bởi vì địa ngục cũng là khổ, mà súc sinh cũng là khổ, Atula cũng là khổ, vân vân, ngạ quỷ cũng là khổ. Cho nên là cái đó đều gọi, được gọi chung đó là cảnh khổ. Thì như vậy thì một điều đó là khi mà nói như vậy đó thì nó có thể là khi chúng ta tục sinh á, thì nó tùy thuộc vào nghiệp của chúng ta. Có khi thì chúng ta tái sanh ở cõi khổ, thì cái nghiệp mà do tham á, thì nó có thể sanh địa ngục, có thể là do sanh làm ngạ quỷ. Nhưng mà cái nghiệp mà do sanh á, thì có thể sanh làm Atula, không chừng. Cái nghiệp vừa sanh làm si mê, do cái sự si mê á, thì nó có thể sanh làm sanh làm bàn sanh. Như vậy thì do cái nghiệp gì mà chúng ta tái sanh? Chúng ta quay lại cái bài kinh Trung Bộ, cái bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt. Đức Phật dạy rằng chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia chúng sanh cao sang hay thấp hèn. Như vậy thì chữ cao sang và thấp hèn đây chúng ta hiểu là ngay cả cảnh giới vui đó là cao sang, nhưng mà cảnh thấp hèn là cảnh khổ. Thì cái nghiệp gì mà cho chúng ta sanh làm địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, nó tùy thuộc vào nó tùy thuộc vào cái tâm của chúng ta. Do tâm chúng ta chiêu cảm lấy nghiệp, lúc sinh thời chúng ta tạo lấy cái nghiệp đó. Rồi khi mà lúc chân chúng ta, khi mà chúng ta sắp mệnh chung, chúng ta chiêu cảm lấy cái nghiệp đó, thì có thể là chúng ta sanh vào khổ cảnh. Cho nên là mình có thể là cảnh khổ Atula nó cũng ở trong cái cõi nhân loại của mình nè, rồi địa ngục nó cũng là ở trong cõi nhân loại của mình. Mình đừng nghĩ cõi địa ngục là nó có một cái quả địa cầu riêng, nó có một hành tinh riêng, không phải. Mà chúng ta phải hiểu là địa ngục là một cảnh giới mà chỉ có chúng sanh do nghiệp tạo, cho nên sanh vào cảnh giới đó, sanh vào cảnh giới đó. Nói điều này để cho chúng ta thấy rằng ở chúng ta có bốn cái biển lớn, là Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương đó. Thì nói điều này để cho chúng ta thấy rằng có những cái nơi mà dường như có những cái chúng sinh cư ngụ ở đó, ở ngoài biển á, những cái đảo xa xôi, có khi là những cái vùng xa xôi đó, có khi tàu bè máy bay đi đến đó thì chúng ta bị thất lạc, bị mất đi, không có liên lạc được rồi tự động biến mất. Thì ở đây chúng ta biết rằng có những chúng sinh ở cảnh giới khổ, ở trong những cái cảnh giới như vậy đó, ở ngoài biển. Rồi Atula cũng vậy, cái gì thấy không? Atula là chúng sanh, Atula mà chúng ta gọi chung là có thể là thần, nhưng mà Atula thì nó có gọi là địa thần, có Atula thiên và Atula địa. Atula địa là ở trong cái cõi nhân loại chúng ta, và Atula thiên đó là chỉ có một số chúng sanh Atula ở các cái cõi trời, do cái nghiệp của họ, có thể là có lúc thì họ tạo cái nghiệp thiện,
Có khi thì họ tạo cái nghiệp bất thiện, họ sanh làm Atula. Nhưng mà phải nói là cái đặc tính của họ là sân hận, quán thù. Đặc tính của Atula là quán thù, sân hận. Đặc tính của ngạ quỷ đó là tham lam, là cao keo kiệt, là bủn xỉn. Cho nên là sinh làm ngạ quỷ. Còn súc sinh á, thì có thể là do cái sự si mê, do cái sự tham lam mà ra, hay là do cái sự sân hận mà ra. Cho nên là sinh làm cái thế súc sinh mà chúng ta gặp. Đó là nói cảnh cảnh cổ. Bây giờ mình nói đến có khi đó là chúng ta tái sanh ở cõi người cũng có nè. Người á, thì các cái châu lục chúng ta đều, chúng tôi nghĩ rằng mình cũng có cái sự tái sanh hết á. Chứ không phải không có. Bởi vì ngày nay ví dụ như chúng ta sanh làm người Việt Nam chẳng hạn, nhưng biết đâu trong đời quá khứ chúng ta sanh là một cái người ở một quốc gia nào đó, một dân tộc nào đó, cũng không biết. Do cái nghiệp, do cái điều kiện, do quyền nghiệp, do nghiệp, do nhân duyên khiến cho chúng ta tái sanh làm người. Cho nên nếu mà nổi cõi người của chúng ta đó là một trong những cái cõi mà mình hiểu rằng nếu mà nói để tu tập, để giác ngộ thì có người chúng ta là dễ có được cái sự thuận lợi hơn so với các cái cảnh giới khác. Cảnh giới khổ á, thì do ác nghiệp hành hạ họ, cho nên họ không có cái đau, không có cái tâm trí và cũng không có cái đủ cái năng lực mà để mà tu tập để giác ngộ được. Còn cảnh giới vui á, thì là hưởng phước, cho nên khó mà nhận ra vô thường, khổ vô ngã. Vì vậy cho nên khó mà giác ngộ để mà tu tập được. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy cõi người của chúng ta là cõi mà có những cái điều kiện thuận lợi để chư Phật thường ra đời, chư Phật toàn giác thường ra đời. Và cõi người của chúng ta là cõi mà chúng ta thường là để có thể dễ dàng tu tập, dễ dàng giác ngộ. Bởi vì có khổ có vui nó lẫn lộn, cho nên là từ ở cái khổ cái vui đó mà chúng ta nhận thức được, trực nhận được, hoặc là chúng ta tu tập để giác ngộ được, chính là do cái sự chúng ta nhận thức, hiểu biết, do cái sự hiểu biết của chính mình. Rồi các cái cảnh giới không phải là mình chỉ tái sanh ở cõi người đâu. Cho nên là nói cõi trời thì rất là đa dạng đó. Nói cõi trời dục giới thì chúng ta có tới 6 cõi trời dục giới đó. Từ tứ thiên dương, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên, tha quá tự tại. Thì những cái cõi đó đó, phải nói một điều đó là do cái hạnh nghiệp. Hạnh nghiệp ở đây là hạnh nghiệp thiện, cho nên họ mới sanh giới đó. Thì chúng ta biết rằng cái các cái cảnh giới đó, đó, các cái cõi đó, đó thì tuổi thọ rất, cũng rất là dài rồi. Nhưng mà rồi hưởng hết cái tuổi thọ đó, đó thì họ cũng tiếp tục sanh trong khổ cảnh tiếp, trong luân hồi tiếp tục nữa. Cho nên là cái cõi đấu sức ấy, thấy như vậy, nhưng mà cái cõi đó là có thể để dành cho các vị Bồ Tát chờ cái khoảng thời gian bố túc pháp độ ba la mật để tu tập tiếp nữa, để kiếp cuối cùng á, để mà tái sanh là cõi người để rồi giác ngộ, tu tập để giác ngộ thì nó nhiều lắm. Như vậy thì mỗi cảnh giới cõi trời của chúng ta là tùy vào mỗi hạnh nghiệp khác nhau, mỗi hạnh nghiệp khác nhau. Cái hạnh nghiệp này đó, như chúng ta biết rằng mình đem đến cái sự an vui cho đại thể, cho một cái chung á, thì mình có thể sanh về cõi cõi tha hóa tự tại chẳng hạn. Rồi mình khi mà mình đem đến cái sự an vui bằng cái sự mà dứt khoát rời bỏ bằng cái tâm từ, thì mình có thể sanh ở cảnh giới tha hóa tự tại chẳng hạn. Thì tùy vào mỗi cái hạnh nghiệp. Cho nên là khi mà nói đến cõi dục á, cõi dục giới vui á, thì có đến 6 cõi trời. Cho nên là nói đến túc mạng minh á, để mình nhớ rằng có những kiếp mình tái sanh ở cõi trời dục giới, có những kiếp mình tái sanh ở cõi trời sắc giới, có những kiếp mình tái sanh ở cõi trời vô sắc giới. Cõi trời sắc giới á, thì ngoại trừ năm tịnh cư thiên thì chúng ta không có tái sanh vô đó. Bởi vì chúng ta tái sanh vô đó đó, ở cái cõi đó đó,
thì chỉ có khi nào chúng ta có thể chứng tam quả thì chúng ta mới sinh vào cõi đó. Vì cái cõi đó đó là cái cõi mà gọi là để cho bậc thánh bất lai, thánh bất lai, tức là chúng ta chứng tam quả. Sau khi chúng ta chứng tam quả mà chúng ta chưa chứng quả vị A-la-hán giải thoát thì chúng ta sanh về cõi đó. Sanh về cõi đó để chúng ta tiếp tục tu tập bổ túc pháp độ ba la mật nữa. Đến khi nào mà viên thành quả mãn thì chúng ta chứng quả vị A-la-hán thì chúng ta giải thoát luôn. Như vậy thì ở trong 16 cõi sắc thì chúng tôi nghĩ rằng có 5 cõi tịnh cương thiên là chúng ta đặt chân tới rồi. Bởi vì đặt chân tới cảnh giới đó thì buộc chúng ta phải chứng quả vị A-la-hán. Cho nên là chúng ta chưa, xin lỗi, chứng tối thiểu cũng phải chứng quả vị tam quả. Tam quả. Bởi vì bậc đó là bậc tam quả. Tam quả là bất lai. Mà quý vị nhớ là vị mà bất lai á, thì đoạn được 5 cái hạ phần kiết sử, tức là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Cho nên là người ta đoạn trừ dục và không có sân nữa. Cho nên là người ta không có tái sanh lại cõi dục, mà từ đó là tu tập để giải thoát luôn. Như vậy thì chúng ta nhìn lại ở cõi tịnh cư thiên chỉ là những cõi bậc thánh thôi. Còn cõi quảng quả, cõi vô tưởng thì cũng là cõi tứ thiền trong kinh tạng đi. Nhưng mà những cõi đó chúng ta có thể có mà, có tái sanh ở cảnh giới đó. Còn bốn cõi vô sắc thì chắc là có một kiếp nào đó trong những kiếp luân hồi của mình, chúng ta có thể chứng quả, chứng cái gọi là thiền vô sắc để chúng ta tái sanh trong bốn cõi vô sắc đó. Như vậy thì nói là tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Hậu hậu vô chung. Như vậy thì hậu tiền tiền vô thủy là không biết cái khởi đầu của nó là từ đâu, nhưng mà kết thúc thì cũng không biết từ đâu, chúng ta cũng không biết kết thúc. Vì vậy cho nên nó là luân hồi. Ngoại trừ khi nào chúng ta chứng quả vị A-la-hán thì chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi thôi. Còn nếu chúng ta còn phàm phu hay là còn bậc thánh thì chúng ta còn luân hồi đó. Còn bậc thánh hữu học thì chúng ta có thể là còn luân hồi. Và ở trong Kinh Tăng Chi đó, hoặc là Tương Ưng thì Phật có ví dụ rằng có một thiên tử tên là Rohitassa. Rohitassa. Và vị thiên tử này có một cái quy luật rất là lớn, là bước một bước từ biển Đông sang biển Tây. Mình có thể nói là biển Đông sang biển Tây đi. Ví dụ như Hoa Kỳ ở bờ Đông là New York thì chẳng hạn, bờ Tây là Cali chẳng hạn. Rồi Việt Nam của chúng ta là bờ Đông là ở biển Đông của chúng ta, rồi bờ Tây là bên Campuchia hay là Lào chẳng hạn. Ví dụ vậy. Thì ở đây đó, cái vị thiên tử Rohitassa đó, là cái vị thiên tử này có cái năng lực, cái thần thông là bước một bước từ biển Đông sang biển Tây. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói rằng dù cho thiên tử Rohitassa này bước một bước từ biển Đông sang biển Tây, mà đi tận cùng đến 50 năm, đi tận cùng của 50 năm như vậy cũng không hết đạt tận cùng của thế giới. Tận cùng của thế giới. Thế giới ở đây là chúng ta nói đến cái thế giới quan của theo về cái Phật giáo của chúng ta. Cho nên là không đạt được tận cùng của thế giới. Thế giới này nó rộng lắm. Mỗi chúng sanh là tùy thuộc vào nghiệp. Cho nên cái túc mạng minh, khi mà một người chứng túc mạng minh mới thấy rằng có khi mình sanh làm người, có khi mình làm chư thiên, có khi mình làm phạm thiên sắc giới, có khi mình làm phạm vô sắc giới, có khi mình sanh vào khổ cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la, có khi mình làm người, người như thế này, như thế nọ. Thì tất cả những điều đó cho chúng ta một điều đó, túc mạng minh đó, là để cho chúng ta thấy một điều đó, là các cái cảnh giới là nó phù hợp tương xứng với hạnh nghiệp của mỗi chúng sanh. Và chúng sanh có mặt đó là sự đa dạng, đa dạng. Và nói đến cái sự biến thể, nói đến cái sự cùng khắp của thế giới đó, thì chúng ta thấy rằng có một cái đoạn kinh đó, Đức Phật này nói rằng cởi mở thai cho loài thú mà rối ren cho loài người. Thì chúng ta thấy rằng cái rối ren ở đây đó là mình hiểu rằng chúng sanh đó, gọi là con người của mình đó, thì nó cũng là nhiều cái trình độ khác nhau, nhiều cái khuynh hướng khác nhau, nhiều cái căn tánh khác nhau.
và do đó nó tạo cái sự sai biệt trong cuộc đời này. Khi chúng ta chứng được cái túc mạng minh, quý vị nhớ rằng là các vị thiền á, các vị mà chu tướng thiền á, không phải là vị A-la-hán, các vị tu chứng thiền thì các vị đó cũng nhớ được tiền kiếp của mình và những chúng sinh khác. Nhưng mà cái nhớ đó, cái biết đó đó, nó cũng chỉ có giới hạn thôi, nó không thể nào mà tột cùng. Còn đối với các bậc thánh thì nó cũng có cái giới hạn, nhưng mà giới hạn ở đây nó còn khá hơn, nó đỡ hơn, thấy còn xa hơn, nhiều kiếp hơn so với lại những vị chứng thiền. Nhưng mà nó vẫn có cái giới hạn, vẫn có giới hạn. Và cái vị mà chứng được cái túc mạng minh này đó, là dù vị A-la-hán đi nữa, thì cái biết đó nó cũng là cái biết của một cái bậc thinh văn. Bậc thinh văn. Chỉ có Đức Phật á, là Ngài chứng được cái túc mạng minh á, để thấy được cái sự không cùng khắp của tất cả những chúng sanh, các cái cảnh giới, do hành, do cái gì, kiếp này như thế này, kiếp nọ sanh như thế nọ. Cho nên là dù là như thế nào, mình biết một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, hai đến trăm ngàn đời đi nữa, thì cái biết mình nó cũng chỉ có cái giới hạn đó. Nhưng mà rõ ràng là cái biết đó đó, rồi nói là kiếp hoại hay kiếp thành đó, là nói đến quả địa cầu của chúng ta. Cho nên có nhiều con ngạ quỷ, nhiều chúng sinh ngạ quỷ, nó không phải là nó chỉ là một cái quả địa cầu của mình đâu, mà nó sống nhiều cái quả địa cầu. Nó sống rồi nó chết lại, rồi nó tái sanh lại, nó cũng do cái nghiệp còn, cho nên nó tái sanh lại nữa. Từ chư Phật này, từ Đức Phật này cho đến Đức Phật kiếp sau, Đức Phật sau nữa thì nó vẫn còn, nó vẫn còn. Như vậy sao? Là cái hạnh nghiệp của nó, nghiệp của nó. Cho nên là nói như vậy để mình thấy rằng cái chúng sanh này đó, nhớ rằng ở trong cái các cái cõi trời giới hay là cõi phạm thiên sắc hoặc là vô sắc thì có cái tuổi thọ nhất định, nhất định. Nhưng mà cõi người của chúng ta đó là cái tuổi thọ bất định, bất định. Bất định ở đây đó là nó không nhất thiết là phải bao nhiêu tuổi, nhưng mà nó là tăng rồi giảm, giảm rồi tăng, cứ như vậy. Thì tăng lắm thì cũng tốn 84.000 tuổi, nhưng mà giảm lắm thì cũng chỉ 10 tuổi thọ thôi. Thì lúc mà 10 tuổi thọ đó là cái ác nghiệp nó nhiều. Cho nên chúng ta khi mà học đến cái gọi là cái túc minh, có nghĩa là chúng ta hiểu rằng các cái cảnh giới chúng sanh nó tùy thuộc và tương ứng đối với mọi hạnh nghiệp của chúng sanh, chứ nó không có khác, không có khác. Cho nên là mình á, thì nhiều khi mình thấy một người nào đó, hay chính bản thân của mình, là tại sao mình phải bất hạnh như thế này, tại sao mình được hanh thông như thế này, tại sao cái người này được hanh thông, tại sao người kia bị bất hạnh, vân vân. Thì tất cả những điều đó đều là do hạnh nghiệp, hạnh nghiệp thôi. Nhìn vào cái chung tổng thể nhất á, thì chỉ có Đức Phật Ngài mới giải cho chúng ta biết về cái nghiệp báo, cái chúng sanh tái sanh như vậy. Cho nên là cõi người trong kinh Tương hay là kinh Tăng Chi, tối thắng trong loài hai chân, Đức Phật là một vị tối thắng. Hai chân là chỉ cho trời người đó, là hai chân. Nhưng mà có chúng sanh nó tới bốn chân, mà có chúng sanh là không có chân nào, rồi có chúng sanh rất là nhiều chân. Thì nói tối thắng trong loài hai chân thì có nói là lưỡng túc tôn. Lưỡng túc tức là mình hiểu là hai chân đó, hay hoặc là lưỡng túc ở đây đó là minh và hạnh. Chúng ta hiểu là vậy. Minh và hạnh tức là một cái vị Phật nào cũng vậy, được giải thoát đó thì phải nói minh và hạnh được viên mãn. Vicca charana sambanno, minh hạnh túc. Minh hạnh túc, chữ túc ở đây chúng ta hiểu là đầy đủ. Minh hạnh túc là được đầy đủ, vừa minh được đầy đủ mà hạnh đầy đủ. Minh ở đây là chỉ cho tam minh được chứng, và cái công hạnh từ thiền chứng cho đến các cái công hạnh bố thí trì giới, các ngài đều trải qua hết, xuất gia các ngài đều trải qua hết. Thì cái minh và hạnh ở đây, hay là hạnh ở đây là cái giới hạnh của vị đó được viên mãn, cho nên được gọi là vị minh và hạnh là như vậy. Hay là lưỡng túc tôn, lưỡng túc, lưỡng túc là hai chân, hay là lưỡng túc chúng ta hiểu trong cái nghĩa là minh và hạnh là như vậy.
Bây giờ nói đến cái việc mà chứng cái minh thứ hai ở đây là chỉ cho cái sanh tử minh. Sanh tử minh ở đây nó là gì? Cái sanh tử minh ở đây là thấy cái hạnh nghiệp của mỗi chúng sanh, rồi mình chết ở cảnh giới này, mình tái sanh cảnh giới kia, thấy rõ luôn á. Thấy rõ luôn. Cho nên nói ở đây đó là quý vị thấy rằng là minh, khi mà một quý vị mà chứng gọi là sanh tử minh, tức là cái minh thứ hai, tức là thấy được cái hạnh nghiệp. Ví dụ như mình bố thí thì bố thí ở mức độ nào, bố thí ra sao, mình tái sanh ở cõi nào, chứ không phải nói bố thí cái gom về chỗ cõi trời hết đâu. Không phải. Cõi trời thì rất là cõi, rất là nhiều. Thì mình bố thí đó nó cũng đã khác. Rồi mình tu giới cũng vậy, tu đắc giới, chứng giới cũng vậy. Giới ở mức độ nào chúng ta tái sanh cảnh giới nào, giới ở mức độ nào thì chúng ta sanh ở cảnh giới khác. Cho nên có thể thấy sự sống và chết của chúng sanh đó, rõ ràng là do hạnh nghiệp. Do hạnh nghiệp. Cho nên đó, là khi mà mình sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối gì đó, thì cái nghiệp đó là cái nghiệp bất thiện mà. Cho nên khiến chúng sanh nó được cái này, nó sanh nó được ưu điểm cái này, mất cái kia. Quý vị thấy à? Thí dụ như là một người có bố thí thì giàu sang, nhưng mà ngược lại đó là không học hỏi Phật Pháp, không có trau dồi trí tuệ thì thiếu trí tuệ. Vậy thôi. Rồi cái người mà có bố thí thì được giàu sang, nhưng mà không cử giới sát sanh thì giàu sang mà chết yểu. Vậy thôi. Đó rõ ràng. Rồi cái người mà kiên cử giới sát sanh mà không bố thí, nhưng mà sống được trường thọ. Khi mà sống được trường thọ như vậy nhưng mà lại không giàu sang. Cho nên là chúng sanh thì nó rất là đa dạng. Và mỗi cái hạnh nghiệp này khi mà mình làm, rồi mình tái sanh ở cảnh giới nào, cái sự chết sống á. Cho nên là chúng ta thấy rằng là về sau nhiều cái bộ phái Phật giáo của chúng ta giải thích nó nhiều thứ, giải thích về cái chết của mình, giải thích về cái kiếp luân hồi tái sanh của mình. Thì cái giải thích đó, đó cũng có thể là dựa vào kinh điển, cũng có thể dựa vào cái phương hướng và cái sự hiểu biết của chính mình mà họ giải thích như vậy thôi. Chứ sự thật ra đó thì chúng ta biết rằng chúng ta tái sanh thì hả mà mất chỗ này á, theo Phật giáo truyền thống á, thì quý vị biết là chúng ta tắt hơi thở chỗ này, bỏ cái kiếp nhân từ trần cái cõi này, từ chết ở cõi này thì tự động là chúng ta tái sanh liền. Tái sanh liền. Bởi vì theo Di Diệu Pháp đó, thì chúng ta tục sinh bằng tâm nào thì chúng ta sẽ kết thúc tâm đó làm diệt tử. Chúng ta sẽ tử bằng tâm đó. Nhưng mà khi chúng ta tử tâm nào thì chưa chắc là chúng ta lại tái sanh tâm đó. Ở đây chúng tôi ví dụ giống như là mình là người tam nhân đi. Mình học đâu, mình hiểu đó, mình tu tập nó cũng được tiến bộ. Thì, nhưng mà rồi đó là mình lúc sinh thời thì mình tạo cái nghiệp bất thiện. Do sát sanh, do rượu chè, do cờ bạc, do không học hỏi, gặp bậc những cái bậc chân nhân thiện trí, chúng ta không có gần gũi để học hỏi trau dồi, rồi không có kiêng được cái sự uống rượu hay là để cho mê mờ cái nội tâm, thì đời sau có thể là chúng ta sanh lên làm cái người thiểu trí không chừng. Thì lúc đó, đó là chúng ta tục sinh bằng cái tâm, khi chúng ta tử thì rõ ràng là cái tâm tam nhân làm việc kết tử, làm việc tử cho kiếp sống hiện tại này. Nhưng mà khi chúng ta tái sanh thì do cái nghiệp chúng ta tạo, nghiệp thiếu trí, cho nên chúng ta sanh làm cái người gọi là người nhị nhật, là tục sinh không có cái vô si ở trong đó. Có vô tham có vô sân có, nhưng mà không vô si. Cho nên là chúng ta làm người thiếu trí. Mà như vậy đó thì cái đời trước và đời sau nó cũng đã khác với nhau rồi. Và như vậy thì cái chết của chúng ta nó cũng chỉ là chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Điều này chúng tôi cũng nói hoài. Chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời là sao? Cái thân người của mình là sự có mặt ở đây là một hiện tượng thôi.
một hiện tượng tạm thời. Nhưng mà chấm dứt tạm thời, chấm dứt hiện tạm thời là lúc này chúng ta chết, chúng ta sống 70 tuổi đi, chúng ta tết cũng là chấm dứt tạm thời chứ chưa phải là chấm dứt luôn. Và chúng ta vẫn còn phải tiếp diễn trong đời sống luân hồi nữa. Cho nên là cái đời sống của chúng ta có thể là chúng ta chết vì bệnh mà chết, chúng ta chết vì tai nạn xe mà chết, chúng ta chết vì tai nạn máy bay mà chết, hoặc là chúng ta chết vì vì cái gì đó, phi nhân ma quỷ gì nó khóa, qua quan trái với nó khóa làm cho chết cũng không chừng. Rồi có khi là cái chết của chúng ta là nó nhiều cái cách chết như vậy. Cho nên cái việc mà nói đến chết á, là một cái hiện tượng tạm thời, chấm dứt của một hiện tượng tạm thời mà thôi. Bởi vì vậy đó, cho nên là có khi thì do cái nghiệp tốt cho nên chúng ta sanh làm một cái người cao sang. Cao sang ở đây chúng ta hiểu là cái phước tốt đó. Chúng ta sanh lại làm người, chúng ta có phước. Sanh làm chư thiên thì chúng ta cũng có phước. Nhưng mà sanh vào loài bằng sanh nó khổ rồi, chúng ta gọi là hạ liệt rồi. Hạ liệt rồi. Cho nên cái cao sang hay hạ liệt này đó cũng là chính là do cái hạnh nghiệp của mình. Mà điều đó là do nghiệp hết, chứ không phải ai sắp đặt cho mình đâu. Mà cái người chứng túc mạng minh, ý cái sanh tử minh, có nghĩa là biết mỗi hạnh nghiệp của chúng sanh, do hạnh nghiệp gì mà họ tái sanh cảnh giới này, do hạnh nghiệp gì mà họ tái sanh cảnh giới kia, do hạnh nghiệp gì mà họ phải chết như thế này và họ chết như thế kia. Họ thấy rõ như vậy. Cho nên là nhiều cái cách chết, nhiều cái cách chết. Rồi cái tái sanh của mình, bởi vì cho nên là khi mà mình biết tu tập thì mình tu tập thân nghiệp của mình, tu tập thân nghiệp thiện của mình, mình trao dồi thân nghiệp thiện, rồi mình trao dồi cái khẩu nghiệp thiện, đó là mình biết tu tập, rồi mình biết trao dồi cái ý nghiệp thiện, đó là mình biết tu tập đó chứ. Ở khi mình biết tu tập như vậy thì mình hiểu rằng cái nghiệp này đó là do quá khứ đem lại, cũng do hiện tại, và cũng không phải là do ai ban tặng cho ta hay là phạt cho ta hết, mà là do cái hành động chúng ta tạo ra. Do hành động cho nên là chúng ta tạo ra cái nghiệp, và nghiệp đó nó dắt dẫn cho chúng ta tái sanh cảnh giới này cảnh giới nọ. Cho nên là khi mà nói đến nghiệp á, thì rõ ràng là nó rất là đa dạng và phong phú. Chính vì vậy cho nên là mỗi hạnh nghiệp nó khác nhau. Mình thì được cái này nhưng mình mất cái kia, người kia thì được cái nọ nhưng mất cái này, vân vân. Cái đó nó là sự chênh lệch với nhau rồi. Chênh lệch với nhau rồi. Cái chênh lệch này là do hạnh nghiệp của mỗi người. Cho nên nếu mà nói đến Phật giáo chi phối cái đời sống luân hồi của chúng ta thì rõ ràng là chi phối rất là nhiều, chứ không phải là một cái điều nào đâu, mà rất là nhiều. Chỉ có Đức Phật Ngài mới hiểu rõ những điều đó. Một trong những cái bất khả tư nghi, tức là bốn cái mà chúng ta không thể nào biết được. Thứ nhất là cảnh giới của chư Phật là bất khả tư nghi. Cái sự hiểu và sự hành trì, cái sự hiểu của Đức Phật, sự thuyết giảng của Đức Phật, mình cái sự hành trì của Đức Phật, cái tâm của Đức Phật thì đối với mình là không biết. Cái thứ hai, cái tâm của mỗi chúng sanh nó cũng là nó đa dạng, mình không thể nào biết hết được. Rồi cái pháp mà Đức Phật Ngài giảng dạy trên thế giới này, trên thế gian này, nó bao gồm cả pháp hiệp thế, bao gồm cả pháp siêu thế. Cái pháp mà nó hiện hữu trong cuộc đời này thì chúng ta nhìn ở một khía cạnh nào đó thì không thể nào chúng ta đoán hết và biết hết được. Chỉ có Đức Phật Ngài mới giải thích những điều đó. Và cái điều thứ tư là nghiệp bất khả tư nghị. Cho nên là nghiệp nó chi phối toàn bộ sống chúng sanh, sanh tử luân hồi. Cái nghiệp nó chi phối rất là lớn. Cho nên là khi mà cái người mà tà kiến á, thì họ lại nghĩ khác. Cái người chánh kiến thì họ nghĩ khác. Cái người tà kiến á, thì họ nghĩ khác là sao? Họ nghĩ là như thế này nè. Trên đời này nè, là cái may mắn hay là cái đau khổ là do một thần linh nào đó ban phát,
cho họ được cái điều may mắn, hay là phạt cho họ những cái điều bị những cái điều mà không được may mắn, đau khổ. Cái đó là cái tà kiến. Rồi cái tà kiến nữa đó là họ nghĩ rằng là cái nghiệp nó cũng không có thể nào mà thí dụ bây giờ tại sao họ lại làm điều tốt, điều thiện, họ biết tu tập nhưng mà họ lại gặp những cảnh lận đận, những cảnh bất trắc, những cảnh khổ sở nó cứ dồn dập tới hoài. Thật ra thì chúng ta hiểu rằng nó có thể quá khứ, nó do quá khứ, do hiện tại, quá khứ hiện tại nó nối tiếp với nhau. Hiện tại chúng ta đang tu tập những điều thiện thì cái quả của cái nghiệp thiện đó nó chưa trổ, nhưng mà cái quả mà chúng ta đang nhận ở đây là những điều bất trắc, những điều khổ sở đó là cái quả ác mà chúng ta nhận do cái nhân ác từ đời quá khứ, cái nghiệp ác từ đời quá khứ. Cho nên là chúng ta không có thấy rõ đâu là đâu hết á, không biết rõ những điều đó. Cho nên là cái con người của mình nó ngộ lắm. Nếu mà mình không đặt gì một cái niềm tin chính đáng á, thì mình lại là tà kiến. Nếu một người tin về nhân quả thì biết cái nhân quả nghiệp báo nó rõ ràng như vậy, đó là người có chánh kiến. Còn cái người mà cứ nghĩ rằng là do thần linh, do cái điều này điều kia, may mắn, ngày tốt ngày xấu, giờ tốt giờ xấu, hướng tốt hướng xấu, cái hình ảnh này tốt hình ảnh kia xấu, cái là cái chúng ta nói là cái điềm lành điềm ác gì đó, biểu hiện của cái điềm đó, thì cái điềm đó nó không phải là cái điềm chính xác. Có khi là chúng ta nghĩ mỗi sáng mà thấy một cái người bận đồ đen là xui, có người thì quan niệm là thấy đám ma là hên, nhưng mà có người nữa thấy đám ma đám tang là xui. Thì tùy vào cái quan niệm mình, tất cả những cái suy nghĩ đó không bao giờ chính xác, không bao giờ chính xác. Cho nên là chỉ có Đức Phật thì Ngài mới biết được là cái hạnh nghiệp của mỗi chúng sanh từ cái điều này điều kia mà có đó. Cho nên là chúng ta hiểu rằng cái thiện nghiệp chúng ta làm thì nó không mất đâu, nó không mất đâu. Ta làm, ta tạo ra thì nó chưa có trổ thôi, hoặc là nó chưa trổ, hoặc là nó đã trổ, vân vân. Thì nó chưa trổ, đừng có nghĩ rằng không có. Có người quý vị thấy rằng nhiều khi cứ quanh năm suốt tháng làm ăn rồi cái đi cúng tế cái này, cúng tế cái nọ, cầu xin cái nọ, cầu xin cái kia, rồi cũng may đâu á là tự nhiên nó trùng hợp, nó trùng hợp tự nhiên họ về họ làm ăn, cầu nguyện gì đó, tự nhiên về làm ăn tự nhiên lên, cứ nghĩ là cái bà đó, cái ông đó phù hộ cho người ta, ủng phù hộ cho người ta. Cho nên cái đó chẳng qua là cái phước duyên của mình nó tới thì mình làm nó thuận lợi thôi, nó đạt thành công như thế. Còn nếu mà nó gặp bị bất trắc cái trở thì con người bị trắc trở cái nghĩ rằng ơi Phật không linh, pháp không linh, tăng không linh, hay là cái này không linh, cái kia không linh, vân vân. Thì điều đó nếu mà Đức Phật Ngài biểu là ban được cho mình hết đó, thì trên cuộc đời này cũng không ai khổ đâu. Mà Phật không có làm. Phật là chỉ là một đấng toàn tri chứ không phải là đấng toàn năng. Và Đức Phật đã không phải là đấng toàn năng thì không ai là một đấng toàn năng được. Chúng ta lưu ý vậy. Đức Phật là một đấng toàn tri, tức là biết tất cả sự vận hành của thế giới. Và Đức Phật luôn hướng cho chúng ta những cái hạnh nghiệp tốt để chúng ta làm, tránh đi những nghiệp xấu để chúng ta tránh, chỉ cho chúng ta thấy cái nghiệp xấu để chúng ta tránh. Thì cái điều mà chúng ta cần làm đó là làm những cái hạnh nghiệp tốt, chúng ta tránh đi những cái hạnh nghiệp xấu, là như vậy. Còn chúng ta còn luân hồi thì nó nhiều nhân duyên lắm, nhiều nhân nhiều duyên để khiến cho chúng ta một cái nghiệp nó trổ, nó cũng tùy thuộc vào cái thân tướng của chúng ta. Thân tướng của chúng ta ví dụ như thế này nè, chúng ta sanh lại cõi người đó, cái nghiệp nó trổ á, thì chúng ta sanh lại làm người á, thì quý vị biết rằng là chúng ta sanh lại làm người đó thì chúng ta có cái phước của làm người. Mà sanh làm người á, thì chúng ta cũng phải ăn uống ngủ nghỉ, không phải như con bò con trâu được, cũng không phải như con chó được. Mà cái phước của chúng ta là chúng ta phải ăn uống ngủ nghỉ như một con người thật sự, một người con người thật sự. Rồi chúng ta sanh làm một cái người vậy, mà cái người chúng ta nếu mà là cái
cơ địa của chúng ta là cái người mà quản ốm yếu rồi thì thế khiến cho chúng ta bệnh hoài. Bệnh hoài bởi vì nó đã là ốm yếu rồi, mầm móng của nó là yếu rồi, cho nên là chúng ta phải bệnh hoạn ốm đau. Chúng ta thấy con trâu con bò nghiệm nó sanh ra nó phải kéo xe rồi phải kéo cày kéo kho, cho nên là cái điều này nó tùy thuộc vào cái thân tướng của chúng ta, cái thể trạng của chúng ta nó khỏe mạnh hay nó ốm yếu, để rồi nghiệp nó tùy thuộc vào đó. Rồi có người thì cứ quanh năm suốt tháng nằm ngủ ở ngoài dưới gầm cầu hay là ngầm ở ở ngã ba đường hay ở đâu đó ngủ được, nhưng mà không có cái nhà để ngủ, mà hỏi rằng tại sao họ chịu nổi, họ chịu nổi cảnh đó, thì cái nghiệp của họ khiến cho họ phải chịu đó là như vậy. Nó rất là nhiều. Rồi bây giờ sanh làm một cái loài thú cũng vậy, loài thú nó phải chịu như vậy. Rồi chúng ta sanh làm một cái cảnh giới chư thiên thì nó lại khác. Ở đây là nói đến cái sanh thú của mình, cái nơi mà mình tái sanh. Cho nên cõi người đó là cõi mà có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện tạo ra, và có nghiệp thiện, quả của nghiệp thiện và quả của nghiệp bất thiện trổ ra là như vậy. Còn cõi trời đó là cõi mà người ta hưởng phước, người ta hưởng phước, cho nên là người ta không biết là cái gì là khổ, không biết gì. Cái sanh thú này nó cũng là một cái điều kiện để cho nghiệp nó trổ. Bởi vì cõi sanh cõi chư thiên thì phải là được hưởng phước, nhưng mà sanh ở cõi địa ngục là phải chịu quả khổ, nó cứ hành hạ hoài, nghiệp của mình tạo ra hành hạ hoài. Cho nên là cái sanh thú này cũng là một cái điều kiện, cái thân tướng cũng là một điều kiện. Cái người mà có một cái thân hình khỏe khoắn, tráng kiện, trí tuệ thông minh thì họ sẽ có những cái điều kiện thuận lợi, họ ít bệnh, rồi họ thông minh, họ học đâu hiểu đó, cái điều kiện thuận lợi đó là chỉ cho cái thân tướng. Rồi cái nghiệp đó nó trổ ra nữa, nó phải là do cái thời kỳ, thời điểm. Chúng ta nói lại sanh lại làm người đi. Chúng ta sanh cách đây trên 40 năm, 45 năm, nó khác. Thời chiến tranh, thời loạn ly, chúng ta phải chịu những cái cảnh chiến tranh tang thương. Chồng ly mất vợ, vợ ly mất chồng, con ly mất cha, mất mẹ, ly tán như vậy. Do gì? Do chiến tranh. Nhưng mà chúng ta sanh vào cái thời bình thì nó lại khác. Không có bị những cái cảnh đó. Không bị nhìn ra. Ngược lại thì nó sẽ có những cái cảnh khác, nó có những cái cảnh khác. Cho nên là cái thời kỳ nó rất là quan trọng. Giống như là chúng ta nghe ở trên thế giới là có những cái chuyến bay đó là đi mãi không về. Thì có một ai đó mà đi trên chuyến bay đó là đi mãi không về, thì mình biết là tại sao trước đó không bay, sau đó không bay, mà ngay cái giờ đó đi chuyến bay đó, nó phải tùy thuộc. Như vậy là thời kỳ đó. Thời kỳ đó. Rồi thời kỳ ở đây nữa là lúc xe không chạy qua thì không băng qua được, lúc xe chạy qua chúng ta băng qua được, đó cũng là cái thời kỳ. Rồi cái thời kỳ mà chúng ta sanh vào cái thời kỳ mà chiến tranh, hay là chúng ta sanh vào cái thời kỳ thiếu thốn đói kém, thì chúng ta phải chịu cái cảnh đó, chịu cái cảnh đó. Rồi chúng ta sanh vào cái thời kỳ mà sung túc, thời kỳ đầy đủ những phương tiện vật chất, thì chúng ta sẽ được hưởng vào trong cái thời kỳ đó. Như vậy thì nghiệp nó trổ tùy thuộc vào những cái yếu tố như vậy. Và cái điều kiện thứ tư nữa là nói đến cái hành vi của mình. Nó rất là quan trọng. Cái hành vi ở đây là chỉ cho cái nghiệp của mình tạo. Mình có tạo nghiệp cho nên là nó phải trổ. Nghiệp mình nó có hành vi, cả hành động thiện hoặc hành động bất thiện. Hành vi của mình bao gồm hành động thiện, hành vi thiện và hành vi bất thiện. Như vậy thì nghiệp, cái yếu tố thứ nhất là thân tướng, thứ hai là thời kỳ, thứ ba là sanh thú, là cái nơi mà mình tái sanh. Sanh trong đất nước Việt Nam, nhưng mà ở trung tâm thì nó khác, ở biên địa thì nó khác, ở nơi này nó khác, ở nơi nó khác. Rồi sanh ở cõi người của chúng ta nó khác, sanh cõi trời nó khác. Là cái thân tướng, rồi cái sanh thú của mình, rồi cái thời kỳ, mỗi thời kỳ chúng ta sanh vào cái thời kỳ mà tuổi thọ nhân loại chúng ta thấp kém thì chúng ta phải chịu cái ác nghiệp nó rất là nhiều.
chúng ta sanh vào cái thời kỳ mà tuổi thọ nó tăng trưởng, nó cao, thì chúng ta sẽ được hưởng những cái sự thuận lợi tốt đẹp nhất và thiện pháp tốt nhất, là như vậy. Rồi cái điều thứ tư mà chúng tôi vừa nói khi nãy đó là hành vi. Và hành vi ở đây rất là quan trọng, tức là mình đã có tạo ra cái hành nghiệp. Cho nên mỗi cái nghiệp nó trổ ra nó phải tùy thuộc vào những cái nhân duyên hay những điều kiện mà chúng tôi vừa nêu. Quý vị lưu ý như vậy. Như vậy thì ở đây đó có thể nói rằng cái người mà chứng được cái sanh tử minh, sanh tử minh tức là biết hạnh nghiệp của mỗi chúng sanh, sanh ở cảnh giới này làm người ra sao, làm người nam, người nữ, người già, người trẻ, người tàn tật, người như thế nọ, hoặc là sanh làm chư thiên cõi này, chư thiên cõi kia, hoặc là sanh làm phạm thiên sắc giới, vô sắc giới như thế này, thế nọ, thì tất cả những điều đó đều là do hạnh nghiệp của chúng sanh. Mà mình hiểu như vậy để mình thấy rằng sở dĩ chúng sanh có cái sự khác nhau như vậy về các cái cảnh giới để tái sanh, mỗi người có hạnh nghiệp khác nhau là đều tùy thuộc vào nghiệp hết. Và cái chứng thứ ba ở đây tức là chứng cái lậu tận minh. Một vị A-la-hán đó, thì quý vị biết rằng sau khi tuệ trí sanh khởi, tức là trí đạo sanh khởi lên, thì tự động cái trí đạo này đó, nó có cái công năng, nó có cái công năng như là một cái kéo để mà cắt đứt những cái sợi dây ràng buộc, đó là lậu hoặc phiền não. Lậu hoặc phiền não. Và chính lậu hoặc phiền não này, tức là chỉ cho bốn cái lậu hoặc, dục lậu, tức là cái lậu ở đây là pháp mà ngâm tẩm nhẫn chìm chúng sanh xong sanh tử luân hồi. Vì do bốn có bốn pháp này cho nên là chúng sanh sanh tử luân hồi. Do dục lậu, tức là cái mà đam mê dính mắc ở trong ngũ dục của mỗi chúng sanh, từ bắt nguồn từ ở cái tham. Rồi bây giờ hữu lậu và kiến lậu. Hữu lậu, kiến lậu chúng ta có thể nói chung hoặc là chúng ta có thể nói riêng. Nói riêng ở đây là cái kiến, tức là cái tà kiến của chúng ta, bao gồm cả thường kiến và đoạn kiến, chấp vô, hữu vô, hành vô, vô nhân, vân vân. Cái chấp, cái quan điểm chấp của chính mình nó là cái tà kiến. Rồi chấp thường là chấp cái có, cái còn. Mà chấp đoạn là chấp cái mất, cái hết. Cái mất, cái hết. Cả những cái chấp đó đều là gọi là kiến lậu hết. Hữu lậu là cái sự ước muốn tái sanh của chúng ta và nghĩ rằng có một cái đời sống tương lai tiếp diễn từ đời này sang tới đời khác. Không phải như vậy. Không phải như vậy. Chúng ta hiểu rằng ở đây đó là lúc chúng ta chết đó, và cái đời sống kế tiếp đó, nó cũng là một sự kế tiếp, nhưng mà đừng nghĩ nó là một. Đừng nghĩ đó là một. Bởi vì nó hoàn toàn tách biệt ra riêng cũng không phải, mà nói nó là một cũng không phải. Chúng ta hiểu là như vậy. Tại vì sao? Nếu mà chấp rằng cái gì nó là một thì hoàn toàn nó không đúng. Tại vì đời sống sau và đời sống trước nó hoàn toàn do hạnh nghiệp. Và chúng sanh của đời trước và đời sau nó khác nhau. Khác nhau. Còn nếu mà nó tách rời ra luôn á thì cũng không phản. Bởi vì chúng ta chiêu cảm lấy nghiệp mà. Và có thức tái sanh. Cái thức này chúng ta đừng nghĩ rằng nó lưu chuyển từ đời này sang tới đời khác. Bởi vì cái tâm tục sinh của chúng ta nó tùy thuộc vào cái quả của chúng ta. Và đời sau, hoặc là đời này chúng ta là người tam nhân, sanh bằng tục sinh bằng cái tâm gọi là vô tham, vô sân và vô si. Nhưng mà đời sau đó là chúng ta sanh làm người nhị nhân làm sao? Nếu chúng ta tạo cái nghiệp vô trí thì chúng ta sanh làm người nhị nhân, có vô tham có vô sân có, nhưng không có vô si, cho nên là thiếu trí. Rồi có khi là chúng ta làm người lạc, có khi chúng ta làm người khổ, vân vân. Thì nó tùy thuộc vào cái hạnh nghiệp của mỗi chúng sanh. Và đối với một cái việc là chứng cái gọi là cuối cùng là chỉ cái lậu tận, cái là lậu tận minh ở đây là chứng cái gọi là vô minh lậu, tức là cái vô minh á. Ở đây là cái pháp mà chúng ta biết rằng làm cho chúng ta mê mờ và không nhận đúng chân thật bản thể của nó. Chính không nhận chính, không nhận đúng chân thật bản thể của nó, nên chúng ta nằm ở trong một cái trạng thái, ở trong một cái trạng thái là luôn luôn có sự mê mờ. Mê mờ mà trong kinh định nghĩa đó là bất tri tập,
bất tri khổ, bất tri diệt, bất tri đạo. Tức là không rõ bốn cái nguyên lý hay là bốn sự thật của thế giới này, thế gian này, đó là khổ, tập, diệt và đạo. À, như vậy thì cái gì mà chứng được vô minh lậu, tức là nhờ cái trí tuệ của một bậc thánh đoạn trừ được bốn cái lậu này, tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, thì minh sanh, thì vô minh diệt. À, minh ở đây tức là chỉ cho cái trí tứ đạo sanh khởi, trí đạo sanh khởi, mà đặc biệt là trí của bậc tứ đạo, bậc A-la-hán, sanh khởi lên mới đoạn tận được, cắt đứt được những cái gọi là vô minh. Bởi vì vô minh tha mái nó là phiền não, chấp thủ nó là phiền não. Nhưng mà vô minh và tha mái là gốc rễ để sinh ra cái đời sống luân hồi khổ đau này. Mà bậc A-la-hán đoạn tận những gọi là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, thì vị đó mới thật sự là không còn luân hồi khổ đau nữa. Là như vậy, là như vậy. Vì vậy cho nên là nói đến cái tâm minh này, tức là thứ nhất là túc mạng minh, thứ hai là sanh tử minh, thứ ba là lậu tận minh, thì để cho thấy rằng là có những vị A-la-hán chứng tâm minh, là chứng được cái lậu tận minh đó, trở thành một vị A-la-hán và thấy được những cái kiếp của mình và những chúng sanh tái sanh ở cảnh giới này, cảnh giới kia, để thấy rằng cái sự đa dạng phong phú của mỗi chúng sanh ở các cái cảnh giới khác nhau, rồi chứng cái sanh tử minh, tức là thấy được cái hạnh nghiệp như thế nào để chúng sanh tái sanh ở cảnh giới này hoặc là cảnh giới kia, là tùy thuộc vào hạnh nghiệp, để cho chúng ta thấy rằng là cái nghiệp nó chi phối toàn bộ chúng sanh. Nó không phải là nó đơn thuần là ở cảnh giới này cảnh giới kia, mà nó rất là nhiều cảnh giới nhau, và nhiều cảnh giới đó nó sẽ là tương xứng với lại mỗi hạnh nghiệp của chúng sanh. Và chỉ có chứng cái lậu tận minh là vô minh được đoạn tận, tha mái được đoạn tận, là hai pháp mà phải đoạn trừ. Và khi mà đoạn trừ như vậy thì cái mầm mống sanh tử luân hồi được chấm dứt, là như vậy. Thì chúng tôi xin có cái vài cái ý để chia sẻ cái bài học hôm nay, nói đến cái tâm minh. Thứ nhất là cái thứ nhất nói đến cái gọi là túc mạng minh, chứng túc mạng minh. Thứ hai là sanh tử minh. Thứ ba là lậu tận minh. Một vị A-la-hán là chứng được tam minh là như vậy. Và chúng tôi đã giải thích về ba cái minh này để cho quý vị rõ. Minh sanh thì vô minh diệt. Mà minh ở đây là chỉ cho cái trí đạo của một vị A-la-hán, mà chúng ta được nghe mô tả là Đức Phật giác ở trong ba kênh. Kênh 1 chứng cái gọi là túc mạng minh, kênh 2 là chứng sanh tử minh, và kênh 3 là chứng lậu tận minh. Là như vậy, tức là sao mai vừa mọc á, thì đó là kênh 3, thì Đức Bồ Tát của chúng ta trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác và chứng tâm minh ngay lúc đó. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Xin chia đều quả phước tất cả. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa Pháp Tân. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba buddha nupavena sadasati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba dhamma nupavena sadasati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba sangha nupavena sadasati bhavantu te.
Tất cả phương pháp hẳn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quá của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Thường Tọa Pháp Tân, Thường Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học Pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia Nê Quá Ta Sâm Ti Vi Ha Ra Hoa Si Ni Thu Pê Gá Rê Bồ Thi Gá Rê Tạ Hinh Tạ Hinh Ta tham ma đa đề na pa wan tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra Sappana Puta Sukita Pawan Tute Chana Bucha Yepi Chanda Sampawa Samseda Chata Thavo Papatika Niyani Kang Thamma Vatrang Patit Chate Sappe Pidukha Sakarantu Sankhayang Thato Chirang Satang Thammo Tham ma tha ra cha put ga la Sang kho ho tu sa mắc vô va Ác tha ya cha hi ta ya cha Âm hê ra khan tu sắc thẩm mô Sắp về pi tham ma cha ri no Put thêm sam pha phu ni ya ma Tham ma ri ya ma we di te. Và chúng con kính trên chư đại được tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào trong nghe Pháp. Kính mời ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học Pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mic.